Xin chào mọi người, mọi người ơi, biết hôm nay là tại sao mà Minh Dũng nói chuyện với mọi người mà phải che cái miệng vậy không? Thiệt sự luôn á, hôm nay không biết là có cái điều gì không mọi người. Tự nhiên Dũng đang nấu bếp, Dũng đang nấu nước mắm để mà làm tép mỡ, thì tự nhiên nó rớt cái răng rồi, nó rớt cái răng cửa của Dũng rồi đó, nó rớt gì rồi rồi sao, trời ơi thiệt tình luôn. Vừa rớt một cái á, Dũng gọi điện cho bác sĩ mà hay làm răng cho Dũng á, thì là ổng đi cách ly ở ở ở Đồng Nai rồi, ổng đi về gia đình của ổng ở Đồng Nai rồi. Làm sao bây giờ để mà giải quyết cái răng này, thì gọi điện cho ông nói là thôi giờ em ráng em chịu đi khoảng mình mới hỏi là ủa anh ơi rồi chừng nào anh về, ông nói là chưa biết nữa, khi nào mà tình hình ổn ổn thì ông mới về. Trời ơi, tình hình ổn ổn rồi ông mới về thì tôi để vậy sao trời, tôi để cái răng tôi về sao. Trời ơi, vấn đề là ông kêu tôi bây giờ em đi kiếm cái chỗ nào em làm đi, để mà giống như là đắp đỡ vô đi, rồi rồi đợi anh về. Mà bây giờ có một mình ổng là ổng quen à, ổng biết cái form răng mình, ổng biết cái kiểu dáng của mình làm, mỗi lần mà nó gãy ngang vậy là chạy qua ổng, cái răng này nó gãy cũng cỡ là coi như 5-6 lần rồi đó mọi người, cắn cái xương đó là nó gãy. Trời ơi, bây giờ là phải chịu đựng là không biết khi nào ổng về. Mình mới năn nỉ ổng, mình nói là thôi anh ơi, anh về giùm em đi, anh về khoảng 2-3 ngày anh về rồi em đắp đỡ đỡ đây cho anh, rồi xong mà về anh chỉnh lại được không. Thì ổng nói ừ thì thôi thì em cứ thử đắp đỡ đi, rồi xong mà có gì anh về anh nhắn tin. Chán trường ghê chưa. Rồi bây giờ sao trời. Cũng may là mùa dịch giả cho nên là tôi phải chịu đựng vậy, không có công chuyện ở nhà ở không, không có làm gì ở không, chứ nếu mà có công chuyện hả, không có dịch không có giả là coi như là tôi không biết làm sao khi tôi phải đi quay dính rắc co tùm lum hết. Trời ơi, giờ tôi phải đi kiếm cho bằng được cái răng của tôi ha, sao mà tôi lấy cái keo dán sắt dán lại. Trời ơi, nó gãy ngang rồi, trời trời. Mọi người biết tại sao không? Cái răng này là dán đắp sứ vô thôi chứ không phải là răng sứ thiệt. Răng đắp sứ vô thôi. Đó, nó rẻ tiền á, tôi không có tiền cho nên tôi chỉ đắp sứ thôi chứ tôi đâu có kiểu mà gọi là răng gắn nguyên một hàm đâu, tiền đâu gắn. Bởi vậy chỉ đắp sứ thôi cho mà răng cửa vậy nè, đắp vậy là ăn nó phải nhẹ nhàng từ tốn lắm, mà mình cũng ráng mình giữ chứ đâu phải là mình không giữ đâu, mà cuối cùng nó cũng gãy ngang. Tôi nhất định là tôi phải đi tìm cho bằng được cái răng của tôi, để tôi nó rớt một cái bung một cái mà nãy giờ tôi không kiếm ra, không biết nó nằm ở đâu, để tôi đi kiếm, để tôi đi kiếm mà tôi quay cái cảnh kiếm luôn cho mọi người luôn. Đây, hồi nãy là tôi đứng tôi nấu nước mắm nè, nãy tôi đứng đây tôi nấu nước mắm để ngày mai tôi làm tép mỡ nè. Đây là nước mắm ngày mai tôi nấu tôi làm tép mỡ, thì tôi đứng đây, thì tôi đứng đây là tôi không biết tại sao mà tôi ngồi tôi rì 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 sao không biết mà cái răng của tôi nó rớt xuống, mà nãy giờ tôi kiếm hoài không ra. Nó răng nó màu trắng, để tôi lấy cái chổi tôi quét. Tôi không biết nó nằm ở đâu. Đó, cái này là cái bếp của tôi nè, đó. Kiếm hoài không ra, để tôi lấy cái chổi tôi quơ. Đó. Để lấy tôi cái chổi tôi quơ mới được. Đó, không biết là nó rớt ở đâu. Đây. Kiếm cái chổi tôi quơ cái coi. Quơ coi nó có răng ở đây không. Đó. Răng là rớt ở đâu, ở đây chứ không đâu hết trơn á. Đó. Không có. Rồi không có luôn. Trời ơi. Thiệt tình á. Ơi cái này là hạt gạo. Cái này hạt gạo không phải cái răng. Cái này hạt gạo. Cái này hạt gạo không phải răng. Đâu rồi ta? Đó. Không biết là rớt ở đây hay là rớt ở trong phòng. Không biết có rớt trong phòng hay là rớt ở đây. À, tại vì lúc mà tôi lấy cái lửa tôi rì trên cái răng của tôi á, thì là tôi mới phát hiện là nó bị rớt. Mà bây giờ không biết là rớt ở đâu, để tôi đi kiếm. Hey. Kiếm thử trong phòng coi.
Có thể là nó rớt ở trong phòng. Có thể là nó rớt ở trong phòng. Để quơ coi coi. Nhiều khi mình ngồi ở trong đây là nó rớt ở trong đây thì sao? Có thể là nó rớt trong phòng đó mọi người. Này. Này. Tôi quơ coi. Tôi quơ trên đây cực có. Đó, sẵn là dọn, sẵn là quét phòng luôn. Đó. Khổ quá. Đã dịch giả rồi còn rớt răng nữa. Dịch giả rồi mà còn rớt răng. Ê, cái này có phải không ta? Cái này có phải... Cái này đúng rồi nè. Ủa nó nè. Nó nè, cái răng gãy của tôi nè mọi người ơi. Ê nè, rồi đúng rồi, nó là cái răng gãy nè, nó gãy ngang nè. Trời ơi trời, bởi vì nó trắng bóc rồi trời, chẳng lẽ nó rớt ở trong phòng ta. Trời đất ơi, khổ tâm ghê chưa, vậy là tôi đã tìm ra nó rồi. Trời ơi, bây giờ lấy cái keo dán sắt dán vô sao, nếu mà dán vô nó cũng vậy à, nó cũng rớt à. Thôi ráng chịu đựng 2-3 ngày nữa coi sao. Thiệt tình luôn á. Vậy là cuối cùng tôi đã tìm ra nửa cái răng bị rớt của tôi. Đây, nửa cái răng bị rớt của tôi. Ý, đó nửa rớt nữa. Hay à. Đây, nửa cái răng bị rớt của em đây. Trời ơi. Đó. Em thấy kìa đựng. Bây giờ em khai kìa. Đó. Nó gắn ghê rồi. Nó gắn ghê. Gắn ghê ghê. Dán keo dán sắt lại. Đó, gãy ngang nè mọi người ơi. Gãy rồi đó. Dính rồi nè mọi người. Ê da. Thôi ráng chịu đựng 2-3 ngày nữa, chờ nha sĩ của tôi về để mà chám lại cái răng cho tôi, làm lại cái răng cho tôi. Tôi chịu 6 mấy ngày nha. Mọi người đừng có bắt tôi cười nha. Tôi cười tôi xấu hổ lắm, tôi mất bộ lắm. Bye bye mọi người.